Sao vâng, em Tuấn ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua bán trao đổi thì có thể alo trực tiếp cho em, liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 ạ. Thì vừa mới bên em mới cập bến một mẫu xe của đó là chiếc Toyota Vios với thương hiệu quốc dân các bác này. Một mẫu xe gọi là thần thánh nồi đồng cối đá pháo hỏng đây. Xe này được sản xuất vào năm 2007, có một điều đặc trưng của nó là nó form mới các bác nhá. 2007 thì nó không form này nhưng mà nó là số tự động cho nên là nó có form này. 2007 trang bị cho mình động cơ 1.5 và xe gia đình không một phút taxi dịch vụ gì cả các bác nhá. Đấy thì hiện tại em nó mang biển tư nhân biển Hà Nội 30E20773. Đấy, bác nào đang sinh sống làm việc tại Hà Nội thì mua em này về tiết kiệm rất nhiều tiền chi phí ra biển luôn các bác ạ. Sơn xi tổng thành bên ngoài của em nó thì như các bác thể quan sát trên màn hình nhỏ đó, thì nó mang nước sơn màu bạc, một màu khá truyền thống của dòng Toyota Vios cũng như là những mẫu xe khác. Màu bạc thì nó là màu thương hiệu quốc dân rồi. Đa số mẫu xe trên hoạt động trên thị trường này bây giờ là màu bạc rất là nhiều các bác nhá. Và đăng kiểm dài tận tháng 4 năm 2023. Đấy, đăng kiểm rất là dài luôn các bác. Thế em này nó máy số của nó thì chút em sẽ kiểm tra luôn và em sẽ đi xung quanh thân vỏ bên ngoài em nó trước. Với thằng Toyota Vios với cái form cũ này các bác này. Cái form cũ này thì cái hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó thì nó vẫn sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng là đèn halogen thôi, kể cả bản G. Kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm nguyên bản theo xe và em này nâng hệ thống cản các bác nhá. Cái cản trước này nâng lên rồi. Đấy, trông nó cực kỳ là cá tính rồi và nó cản nó gầm nó cảm giác thấp hơn một chút các bác nhá. Đấy, nhìn gầm nó thấp hơn một chút này so với tất cả mẫu xe gọi là thông thường khác. Bởi vì nó có được cái bệ ở dưới. Đấy, có cái bệ ở dưới các bác này. Đấy, trông nó có một chút điểm nhấn điểm nhá. Đầy đủ hệ thống đèn gầm và thằng Toyota Innova Toyota Vios với phiên bản G đời 2007 nó trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là phanh ABS và túi khí an toàn và phanh đĩa bốn bánh các bác nhé. La răng đúc nguyên bản theo xe với cái form 2008 đến 2010 các bác này. Đấy, la răng đặc trưng của form 2008 đến 2010 đó. Xi nhan tích hợp chân gương. Đấy. Thân vỏ bên ngoài em này thì nét căng các bạn, mang một lớp sơn màu bạc, cái nét căng dường như là không chỗ nào bị xước xác sơn gì cả, đều được mông má spa làm đẹp lại hết rồi. Đấy, và có thêm một hệ thống đuôi gió phía sau tạo cảm giác của Toyota Vios có đuôi gió phía sau nhìn nó rất là thể thao luôn các bác này, nhìn nó cực kỳ thể thao và cứng cáp luôn đấy ạ. Toàn bộ hệ thống cản của em này thì theo quan sát từ xa nó rất là đều và khớp nhau, dường như nó không có bị xô lệch hay là bị mép tôn của nó không bị nhô lên nhập xuống gì cả, mép tôn nó rất là đều nhau các bạn. Em này trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là bốn cái cảm biến lùi phía sau các nhá, bốn cái cảm biến lùi phía sau và hệ thống đèn phía sau nữa các bác này. Cái đuôi gió là có cả hệ thống đèn luôn này, một dải đèn nắp dưới đây luôn. Toyota Vios với phiên bản G, logo tem mác, nhãn hiệu vẫn còn nguyên zin nguyên bản này. Trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là camera lùi, riêng phần cốp phía sau. Đấy, nhìn cốp của nó rất là tươi và đẹp luôn các bác này, vuông vắn, không có chỗ nào móp méo cả. Đấy, nhìn có cái cản đuôi gió, nhìn con xe nó khác bọt hẳn, nó khác hẳn so với những mẫu Toyota Vios khác ạ. Chỉ cần thêm một cái đuôi gió là nhìn phụ kiện nó đã khác rồi. Van này được nẹp ở dưới gầm này hết các bác này. Đều được nẹp dưới gầm này hết này. Đấy, trông con xe nó rất là vuông vắn. Nhìn con xe rất là vuông vắn mà nhìn nó có nét thể thao các bác nhá. Nhìn nó có nét thể thao. Nếu bác nào mà cá tính hơn chút nữa, nếu có thể thay cái màu sơn khác ở dưới cái cản này thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, nó tạo cái cá tính riêng biệt cực kỳ là mạnh mẽ luôn các bác nhá. Đấy, còn đây cản sau nối thân vỏ nó đây các bác này. Cái mép tôn này như sao em bảo là sao nó rất đều khít nhau đây. Nó rất là nhỏ luôn các bác này. Cái khe hở nó rất là nhỏ, dường như chưa bị chảy xệ tí nào cả các bác nhá. Và những cái mép tôn này của nó rất là đều nhau luôn. Dường như là cái sai số trùng khớp của nó là không có luôn các bác nhá. Rất là ok luôn ạ. Keo chỉ của lốp hoàn toàn nguyên zin các bác này. Keo chỉ của lốp đây. Đấy, một mẫu xe 2007 đến giờ mà người ta giữ gìn được bộ keo chỉ của lốp còn nguyên zin, mà toàn bộ hệ thống gầm bệ của nó rất là sáng mà tươi các bác nhá. Hoàn toàn không dấu vết gì gọi là han gỉ mối mọt cả. Đấy. Và cái thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios này thì nó cực kỳ là thần thánh rồi, không phải nhân cách hóa lên làm gì nữa các bạn. Chạy thì tiết kiệm nhiên liệu, máy số bền bỉ theo năm tháng, theo thời gian. Người già đi chín xe thì không bao giờ nó già đi được. Đấy, động cơ của nó ăn cái mức tiêu hao nhiên liệu của thằng này thì loanh quanh đâu đó khoảng chắc là khoảng 6,5 đến 7 lít trên 100 km các nhá. 1.5 mà số tự động ăn như thế là quá tiết kiệm nhiên liệu rồi và giá xăng bây giờ rất là rẻ luôn. Hộp đèn chiếu sáng sau của nó các bạn này, hai bên hộp đèn nó rất là đều nhau, hoàn toàn không dấu hiệu dập vỡ hay chớp nữa gì cả. Trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là bốn cái cảm biến lùi, cảm biến va chạm rất là tiện lợi bác nào mà mới lái. Đấy, kể cả các bác lái nông lâm, nhiều khi đi vào những khu vực đường mà mình không quen, không hiểu biết rõ về quãng đường hay lắm thì có cái cảm biến lùi rất là ok. Hoặc là cái chỗ nào nó khuất tầm nhìn các anh nhá. Đấy, toàn bộ hệ thống hai bên cái cản nó nối thân vỏ đây, khe hở rất là đều và khớp nhau luôn, dường như chưa có bị xô lệch tí nào cả các anh nhá. Cái mép tôn nó khá là đều, keo chỉ của lốp hai bên còn nguyên zin và gầm bệ thì sáng trưng rồi các bạn. Gầm bệ tôn vỏ của lốp sáng trưng rồi. Đấy, như con ốc nó còn chưa bị han gỉ gì cả, còn nguyên cả hệ thống dè chắn bụt. Còn đây em sẽ quay luôn phần gầm của em nó từ phía dưới quay lên cho các bác tiện quan sát chiếc Toyota
vai ớt đời 2007 này. Khẳng định các bác là em này là tư nhân gia đình, không một phút taxi dịch vụ gì các bác nhá. Đấy, toàn bộ thống gầm nó này rất là sáng các bác nhá. Gầm không bị chảy xước gì cả, không bị cào cấu gì cả. Ngay cái phần gọi là hộp đựng cô lốp sơ cua nó này các bác này. Và từng những cái cổ bô của nó, cổ bô của nó thì chưa có một mối gò hàn nào cả các bác nhá. Và toàn bộ thống gầm nó rất là sáng, không bị gỉ dầu gì cả. Không bị gỉ dầu, không bị chảy xước và không dấu hiệu hàn gỉ mối mọt gì cả. Quá là xuất sắc luôn các bác này. Đấy, nhìn nó tất cả mọi thứ rất là đều. Đấy, hiện tại chiếc Toyota Innova GR đời là chiếc Toyota Vios đời 2007 này. Thì bên em đang đề xuất bán với giá là 268 triệu. Đấy, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Nói chung là giá thì không ai giao 10 bán đủ 10 cả. Cho nên là các bác thoải mái liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em để thương lượng về giá cả các bác nhé. Và số điện thoại Zalo của em là 0389726738 ạ. Đi ngay vào phần keo chỉ của chiếc Toyota Vios đời 2007 mẫu xe tư nhân gia đình. Các bác này kiểm tra keo chỉ này. Một mẫu xe đã qua sử dụng này. Quan trọng nhất cũng vẫn là phần keo chỉ và gầm bệ, máy số các bác nhé, hoàn toàn nguyên zin này. Mặt tắp bi của nó khá là tươi, chứ cái linh kiện của nó còn nguyên zin các bác nhé. Đây là phần nỉ nó còn nguyên zin này. Đấy, rất là đẹp ạ. Đấy, và những cái giả vân gỗ của nó đây có một vài dấu hiệu chảy xước này. Cái sơn này thì không ai sơn được lại cả các bác. Cái này, sơn này không ai sơn được lại cả, cho nên là em này thì người ta giữ gìn xe rất là sạch đẹp. Và hệ thống ghế của em này thì nó bọc lớp ghế da các bác nhé. Nguyên bản của nó là ghế nỉ nhưng em này bọc ghế da rồi. Ghế da từ 2007 đến giờ các bạn này. Nói chung là nó cũng một vài cái vết đồi mồi, hơi bị nhau một chút. Cái này thì các bác chỉ cần vệ sinh qua một chút thôi là nó lại, các bác chỉ cần vệ sinh qua một chút các bác nhá, là nó lại sáng lại sạch sẽ như mới luôn. Sàn cũng là sàn da các bác này. Sàn da đến những cái nước này các bác chỉ cần có cái rẻ các bác lau cái là sạch ngay các bác nhá. Nó không no, không như cái sàn nỉ các bác. Nó ngấm nước vào thì nó để lại mùi, nó nhiều, để lâu thời gian nó lại ẩm mốc, nhìn cái mùi nó rất là khó ngửi các bác nhá, khó chịu. Còn chân em này chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, thằng Toyota Vios này bản G form cũ này sao lại co thêm cái này các bác này. Có thêm cái này, chắc là cái này là cái giống bình binh gì giống tòi gì đây. Bộ lọc gió hay là cái gì đấy các bạn? Bộ lọc không khí sao ấy? Em không nhầm thì đây là bộ lọc thông khí hay là nó là cái gì đấy. Mà nhìn em này là rất là khác biệt luôn. Chắc là chủ cũ người ta độ lên các bác nhá. Đấy, chủ cũ ta độ lên, chắc là hoặc là chạy thêm cái dàn điều hòa cho xuống dưới đây. Hoặc là cái bộ lọc gió các bác này. Đấy. Nói chung là chủ cũ người ta tương đối là kỹ tính. Đấy, hít thở không khí riêng. Đúng là người thành công rồi, luôn có lối riêng. Chế nguyên cái bộ lọc gió vào đây này con này. Em này em nghĩ là đúng là bộ lọc gió thật. Đấy, cho chống cho ngồi trong xe cảm giác đỡ bí và đỡ hơi xe các bác nhá. Nên toàn bộ hệ thống và những con ốc bản lề nó nguyên bản theo xe này, chấm sơn 7 màu nhà máy nó còn nguyên zin các bác này. Nó zin từ con ốc ở phần chấm sơn của những cái phần gọi là bản lề của nó rồi. Đấy, cánh cửa đóng vào thì em này cảm kích các bác này, như cửa của mẹc luôn. Như cửa hít luôn, rất là nhẹ nhàng này. Đấy, nhẹ nhàng van khớp với nhau các bạn này. Với cái bản G xịn thì tay nắm cửa của nó là bọc chrome các bác nhá. Bọc chrome. Đấy, nó không như bản E hay bản limo. Cái dòng này nếu mà 2007 thì nó chỉ có E limo và G thôi. Nó không có bản G, máy đều là 1.5 như nhau cả. Còn thằng bản G này thì nó xuất sắc thôi, nó đầy đủ option cũng như mọi thứ đồ chơi. Đấy, keo chỉ các cánh còn nguyên zin các bác nhá, bao zin cả xe luôn ạ. Mặt tabi khá là sáng và tươi đẹp sạch sẽ này. Trên vô lăng tích hợp cho mình đầy đủ hệ thống phím khiển và túi khí an toàn. Em này thì nó có tối thiểu là hai túi khí an toàn. Thì em đã nhìn thấy rồi, một cái trên bên ghế bên phụ này. Đấy, cái đám sần sần nổi lên đấy, chữ airbag các bác nhá, và một cái trên vô lăng phím còi này. Đấy, chữ airbag của nó đây. Gương kính thì tất nhiên là gương kính cụp xe với Toyota Vios G rồi. Trên cái phần gọi là nẹp của sàn này của nó này, đầy đủ đồ chơi, tất cả mọi thứ option các bác mua về sẵn chỉ việc sử dụng thôi. Ngoam cửa nó này. Đây Toyota Vĩnh Phúc các bác nhá. À công ty đúng rồi. Địa chỉ là em này gốc Vĩnh Phúc các bác này. Khi mua là ở Toyota Vĩnh Phúc nhưng mà đã vào tên Hà Nội rồi. Ít nhất là hai chủ các bác nhá. Đấy, toàn bộ hệ thống gọi là nhựa nhạc của nó rất là tươi đẹp luôn. Rất là tươi đẹp luôn này. Đấy, những cái linh kiện phụ kiện trong khoang nội thất của nó phải nói là rất là xuất sắc luôn. 2007 mà giữ gìn như xe mới luôn các bác ạ. Vô lăng củ số tất cả mọi thứ và những cái giả vân gỗ còn nguyên zin này, chưa bị bong chóc tí nào cả. Rất là xuất sắc luôn. Cần củ số rất là sáng các bác nhá. Cần củ số rất là sáng luôn ạ. Đấy, cái này thì có thể thay được. Đấy, cái này các bác có thể thay được bằng cái những cái gì mà các bác cảm giác mình thích thú với đồ chơi đấy thì mình thay vào thôi. Màn hình giải trí của em này cũng lên màn hình HD5. Đấy, tích hợp cả camera lùi. Còn dần sẽ khởi động khoang động cơ em này lên. Kiểm tra các bác một vòng khoang động cơ em nó các bác nhá. Những cái nỉ của nó là 2007 giờ mà khớp nhau từng tí một này, không có sai lệch gì cả. Phanh ABS và túi khí an toàn đầy đủ. Máy em này thì nó rất là hay. Toyota Vios này thì đặc trưng của nó là khi khởi động lên là bao giờ nó
nó cũng ổ ga thêm một chút các bác nhá. Nó ổ ga một chút xong đó thì nó sẽ ổn định lại. Đây mặt tabli của nó này, quay cái cơ bản những phần keo chỉ có các bác quan sát này. Hoàn toàn là nguyên zin này. Không có bị mong hay bị mất một phần keo chỉ nào cả. Mặt nhựa trên phần khoang mặt tabli khá là tươi đẹp luôn. Mọi thứ nó rất là đều nhau luôn các bác nhá. Mẫu xe gia đình mà người ta giữ gìn phải nói là xuất sắc luôn đấy ạ. Zin từng con ốc một các bác. 207 của em này thường như hàng tuyệt chủng hoặc hàng thuốc chuột các bác. Trên mặt tabli của nó này, tablo này. Đấy, túi khí này. Rất là tươi đẹp luôn. Và toàn bộ hệ thống khoang cabin nó các bác này. Đấy, xuất sắc ạ. Còn khoang động cơ này thì em đã khởi động khoang động cơ rồi và kiểm tra luôn máy số của nó các bác nhé. Kiểm tra luôn phần máy số của nó này. Máy nổ rất là êm các bạn. Dường như là không nghe tiếng máy nổ luôn đấy. Đấy khoang động cơ em này đây các bác này. Khoang động cơ em này 2007L thì tất nhiên là em này nó zin cả mặt dàn co các bác nhá. Em này thì nó zin cả mặt dàn co. Đấy, rất là xuất sắc luôn. Và máy thì hoàn toàn không hiện tượng dấu hiệu than gỉ mối mọt gì cả. Và không hiện tượng gì dầu các bác nhá. Máy rồi cam kết các bác máy zin rồi. Máy zin keo chỉ zin. Và ốc nắp capo tất cả mọi thứ này còn nguyên zin nguyên bản của xe các bác nhá, theo xe này. Đấy. Một linh kiện của nó này, Toyota này. Tất cả mọi thứ, những cái nét nổi bật đặc trưng nhất của mẫu xe cũ đã qua sử dụng mà nó chưa bị thay thế một tí nào cả. Rất là xuất sắc luôn, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin này. Và đầu răng tai đèn mọi thứ của nó, hộp đèn thế này, nguyên bản của xe. Đấy, đầu răng tai đèn của nó không có bị móp méo cong vênh, tí tôn vỏ là những cái tôn mỏng này rất là dễ cong. Chỉ còn va chạm nhẹ tí thôi là có hiện tượng gò nắn nhìn cong nhìn khắp vọt ngay quá nhá. Nhưng em này hoàn toàn nguyên zin này. Đấy, lòng trong lòng ngoài nó máy nổ thì thiết rồi, máy thằng Vios thì không còn gì để bàn cãi. Thương hiệu quốc dân rồi. Máy thì không bao giờ hỏng vặt. Đấy. Không bao giờ lỗi linh ta linh tinh. Đấy. Và nó tiết kiệm nhiên liệu. Đi máy số rất là đầm và chắc cao nhá. Đấy. Đặc điểm của thương hiệu Toyota Vios option rất là ít và tối giản cho người tiêu dùng. Đấy, một mẫu xe hợp lý cho các bác đi mua về gia đình. Đi gia đình các bác, đi gia đình quá là ok với chiếc Toyota Vios G đời 2007 rồi. Cửa tiền chỉ có 268 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. Bác nào đúng chân với em này thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Vâng, bác nào xem qua video của em lần đầu tiên thì có thể cho em xin một lượt đăng ký và bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng. Vâng, cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ.